Rất vui được gặp lại các bác trong chuyên mục CD Nhạc Việt phần thứ 6 của Yến Âm Thanh Bãi, Hà Nội. Click ngày hôm nay sẽ dành riêng cho những bác nào yêu mến những sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, của Trần Tiến, của nhạc sĩ Thanh Tùng, hoặc là đơn giản mình thích nghe nhạc jazz nhá. Bởi vì hôm nay em đang có tận 4 chương trình được hòa âm theo phong cách jazz rất là nhẹ nhàng và bay bổng. Các bác quan tâm hoặc là muốn mua lẻ đĩa nào có thể chụp ảnh màn hình cái đĩa mình đang xem, hoặc là nhắn đúng tên album, tên ca sĩ gửi qua Zalo giúp em 0912 906 897. Số bên em nhận ship số OD từ 3 đĩa trở lên, miễn phí ship từ 700 ngàn. Bác nào mua đơn từ 10 đĩa hoặc từ 1,5 triệu thì bên em sẽ tặng thêm một đĩa để kỷ niệm. À, bộ combo này em sẽ đặt tên là Giọt Nắng Bên Thềm, hoặc là mình cứ gọi tắt là CD Nhạc Việt phần 6 cho dễ nhớ nhá. Mở đầu sẽ là cái album mình đã được nghe thử làm nhạc nền đây, album Phạm Hoài Nam, Trịnh Gia. Phạm Hoài Nam từ một nhiếp ảnh gia có tiếng đã trở thành giọng ca triệu view, là hiện tượng trên khắp các nền tảng âm nhạc. Anh đã dần chinh phục người yêu nhạc bằng lối hát bản năng, rất tình và giàu cảm xúc của mình. Trịnh Gia là album mới nhất của Phạm Hoài Nam, phát hành trong tháng 10 năm 2023 vừa rồi, với nhiều tác phẩm quen thuộc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như là Con Mắt Còn Lại rất là hay này, mình đã được nghe thử này, Nắng Thủy Tinh nữa này, Em Là Hoa Hồng Nhỏ lâu lắm rồi không được nghe ca khúc này, Hạ Trắng, Biển Nhớ, Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui, hay là Phôi Pha, Sóng Về Đâu và Chiều Một Mình Qua Phố. Giọng hát độc lạ, nhân nhá rất là tự nhiên, kết hợp với lối hòa âm bay bổng, ngẫu hứng của dòng nhạc ra, chắc chắn sẽ là làn gió mới cho các bác yêu nhạc Việt đấy ạ. Trịnh Gia, đĩa chính hãng do hãng đĩa Thời Đại phát hành, em đang giao với giá là 350 nhá. Với những cái album mà acoustic và jazz như này thì em khuyến khích các bác là nên mua đĩa chính hãng, vừa để có cái trải nghiệm âm thanh chất lượng chuẩn nhất, đồng thời là vừa ủng hộ trung tâm và ủng hộ ca sĩ luôn. Trịnh Gia, Phạm Hoài Nam, 350 ạ. Thế nhưng mà các bác đã được bao giờ nghe nhạc Trịnh nhưng mà hát bằng tiếng Pháp chưa ạ? Ở năm 2019 thì kỷ niệm 80 năm ngày sinh của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ca sĩ Đồng Lan đã ra mắt công chúng album nhạc Trịnh theo phong cách jazz, acoustic và được hát song ngữ Việt Pháp nhá. Các bài hát được sắp xếp như một câu chuyện của một vòng đời vậy. Từ Này Em Có Nhớ này, cho đến Ngẫu Nhiên, Hạ Trắng, Thành Phố Mùa Xuân, Vết Lan Trầm, Ở Trọ, Cát Bụi, Hãy Yêu Nhau Đi hay là Để Gió Cuốn Đi. Album được hòa âm và hát theo phong cách jazz Pháp giản dị, nhẹ nhàng, hợp với cái tâm hồn phiêu lãng. CD được thực hiện tại Pháp từ đầu năm 2017 với các nhạc sĩ hòa âm và ban nhạc người Pháp và được chỉnh sửa gần 2 năm để có được kết quả ưng ý nhất. Ra Đồng Lan hát Trịnh Công Sơn, em đang giao là 350 nhá. Nữ ca sĩ cũng cho biết rằng là Đồng Lan hát nhạc Trịnh bằng chính cảm giác lãng đãng bay bổng trong những cái chiêm nghiệm nhẹ nhàng của mình. Có biết bao người yêu nhạc Trịnh nhưng mà cũng có những người chia sẻ không nghe được nhạc Trịnh bởi vì thấy buồn quá, nhưng mà khi Lan hát Trịnh thì thấy nhẹ nhàng, yêu đời hơn rất là nhiều. Trịnh Ra qua tiếng hát của Đồng Lan, đĩa chính hãng nhá, 350. Kế bên đây lại là một cái album được hòa âm theo phong cách jazz. Có vẻ như gần đây thì rất là nhiều những nghệ sĩ muốn làm mới những ca khúc bằng cái giai điệu jazz đúng không nào? Album 19XX qua tiếng hát của Quỳnh Anh bao gồm 7 tác phẩm kinh điển về mùa xuân, mùa đoàn tụ được sáng tác trong khoảng thời gian từ thập niên 40 cho đến cuối thập niên 90, biến tấu theo phong cách jazz rất là mới lạ và độc đáo. Ngày Về này, Gửi Người Em Gái Miền Nam, Mùa Xuân Trên Đỉnh Bình Yên, Mùa Xuân Đầu Tiên, Mùa Xuân Làng Lúa Làng Hoa hay là Lắng Nghe Mùa Xuân Về và khúc Giao Mùa, khán giả sẽ được thưởng thức lại những ca khúc rất là nổi tiếng đúng không nào, của Đoàn Chuẩn Tú Linh, của Từ Công Phụng này, của Văn Cao, Dương Thụ hay là Huy Tuấn, Hoàng Giác, với cái phong cách jazz rất là đu đưa, nhẹ nhàng cùng với một dàn nhạc rất là đồ sộ như là drum này, guitar, contrabass, trumpet, phối khí rất là tuyệt vời. Bác nào muốn đổi gió thử một chút mới mẻ thì không nên bỏ qua cái album 19XX của Quỳnh Anh nhá. Giá này là 350 ạ. Cái đĩa này bìa bên ngoài còn có cả một cái vỏ như này cơ. Đây này, có tranh ảnh nữa này, có cái lít rất là dày này, đồng thời là cái vỏ bên ngoài có chữ ký của ca sĩ, và có cả một cái phong bì. Trong này có cái gì thì mời các bác là mua đĩa xịn về để trải nghiệm nhá. Trong này có rất là nhiều thứ bí mật hay ho. 19XX của Quỳnh Anh, 350. Tiếp đến thì Quỳnh Anh có chỉ một năm cho gió đo đó thôi, thì Quỳnh Anh lại tiếp tục phát hành một cái album tổng hợp những cái sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng. Album tên là Quỳnh Anh hát Thanh Tùng. Giọng ca giải nhì sau năm 2019 sẽ làm mới những cái sáng tác của người nhạc sĩ trong cái album này. Rất là hay nhá, em đang cho cả nhà nghe thử cái bản Hoa Cúc Vàng đây. Cái bài này hồi sinh viên em rất là thích nghe, và bây giờ là mình được nghe lại cái bản phối mới rất là lạ tai, nhưng mà cũng có gì đấy rất là hoài niệm và quen thuộc.
Album này còn có sự kết hợp của những gương mặt như là Vũ Thắng Lợi này và giọng ca Vũ Đinh Trọng Thắng từ cái ban nhạc Ngọt. Các bản phối lại của nhạc sĩ trẻ Hoàng Tùng đã khoác lên một cái màu sắc mới rất là đẹp, bay bổng và nhẹ nhàng cho những ca khúc có thể nói là gắn liền với những khán giả thế hệ 8X, 9X đúng không nào? Trái tim hoang vu, đêm lá ngoài sân hay là hoa tím ngoài sân này, em và tôi, giọt nắng bên thềm, trái tim không ngủ yên cũng thế. Em thích nhất cái bài cuối cùng nhá, Hoa Cúc Vàng. Nghe nó rất là nhẹ nhàng, thư giãn nhá. Sau một ngày làm việc căng thẳng mà nghe một cái chương trình jazz như này thì còn gì tuyệt bằng. Album này em đang giao với giá là 250 nhá, địa chính hãng, phát hành trong nước. Tuy nhiên thì với bác nào mà muốn thưởng thức lại những cái sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng nhưng mà với những cái bản gốc hồi xưa, do những cái giọng ca gạo cội thời những diva của Hồng Nhung này, Mỹ Linh, Thanh Lam, thì em có hôm nay có một cái chương trình này nữa, có tên là Giọt Nắng Biên Thềm, những tình ca Thanh Tùng. Và trong này thì toàn là những cái gương mặt quen thuộc thôi nhá. Hồng Nhung, Mỹ Linh, Thanh Lam, Ngọc Anh, rồi thì có cả diva Trần Thu Hà, Hiền Thục cũng thế, Phố Biển, Giọt Sương Trên Mi, Hoa Tím Ngoài Sân, Lối Cũ Ta Về, Trái Tim Không Ngủ Yên. Đây là cái bản song ca bất hủ của bằng Kiều Mỹ Linh đây rồi. Thực sự là mỗi album thì nó lại có một cái trải nghiệm rất là hay, có những cái nét riêng, mỗi màu sắc riêng, nó hợp gu của mỗi người nhá. Với những người trẻ như em thì em rất là thích nghe, thích những cái nghệ sĩ trẻ họ làm với những ca khúc xưa. Còn với những bác nào mà đã quen thuộc với những cái bản này của những diva rồi thì không nên bỏ qua tình ca Thanh Tùng này. Chất âm nghe nó rất là hoài niệm nhá. Dù rằng là hồi xưa thì cái phòng thu nó không xịn xò như bây giờ, nhưng mà cảm giác mình nghe lại những cái giai điệu mà gắn liền với một cái thời sinh viên, một cái thời tuổi trẻ của mình cũng rất là hay và thú vị. 150 nhá. Cái album này nó không có đĩa gốc đâu, bởi vì là những cái chương trình này nó đã từng sản xuất rất là lâu rồi, thì cái hãng đĩa họ tổng hợp lại vào đây thôi. Nhưng mà tiếng nghe rất là hay, ok. Dưới đây thì em có thêm một cái chương trình, thực ra là hai chương trình ở nhạc Trịnh nhá, có tên là Mộc Sen, Mộc Quỳnh, với tiếng hát của ca sĩ Lô Thủy. Album này là trích trong cái bộ Từ Tâm Vol 1 và Vol 2, và đánh dấu cái sự trở lại ấn tượng của Lô Thủy sau cái thời gian khá dài vắng bóng trên thị trường âm nhạc. Thì mình cùng xem qua cái Lô Thủy Vol 2 nhá, Mộc Sen, xem có những bài nào nào. Ở trong này có Để Gió Cuốn Đi, Vẫn Nhớ Cuộc Đời, Cuối Cùng Trong Một Tình Yêu, Tình Nhớ, Huyền Thoại Mẹ, Đời Cho Ta Thế, hay là Có Một Dòng Sông Đã Qua Đời. Đĩa chính hãng của Thăng Long Audio, em đang giao với giá là 250. Mình xem qua cái phôi nhá. Từng có 12 năm được đào tạo thanh nhạc trong môi trường chuyên nghiệp, cho nên là nữ ca sĩ Lô Thủy là một giọng ca giàu nội lực bứt phá, có thể hát thành công ở nhiều dòng nhạc với nhiều tác giả khác nhau. Song dường như là âm nhạc Trịnh Công Sơn đã chọn cô như một sắp đặt của định mệnh vậy. Chỉ khi chìm đắm trong cõi nhạc của người nhạc sĩ kỳ lạ này thì Lô Thủy mới có cơ hội để bộc lộ hết những cái dung cảm sâu lắng trong tâm hồn mình. Và hơn thế, sau những cái biến cố tình cảm, khi mà ở tột cùng đỉnh hạnh phúc, lúc thì lại rơi xuống vực thẳm của tuyệt vọng, những câu ca gần như là đã thấm đẫm chất thiền của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trở thành điểm tựa giúp cho Lô Thủy lấy lại sự cân bằng, đồng thời cũng ngộ ra rất là nhiều điều về cuộc sống. Trịnh Công Sơn, Mộc Quỳnh, album Vol 1 của Lô Thủy cũng rất là hay, cả nhà nên mua cùng nhá. Em đang giao là 250. Trong này sẽ bổ sung thêm những cái sáng tác như là Ở Trọ, Hạ Trắng, Lời Mẹ Du, Nắng Thủy Tinh, Biển Nhớ, hay là Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng và Còn Mãi Tìm Nhau, Em Hãy Ngủ Đi. Mặc dù là không chịu ảnh hưởng của Khánh Ly, một đỉnh cao miễn tranh luận ở dòng nhạc Trịnh, nhưng mà nghe Lô Thủy hát Trịnh Công Sơn thì nhiều người đã liên tưởng ngay đến một Khánh Ly thứ hai, bởi cái lối trình diễn mộc mạc gần như là bản năng, thoát ly mọi màu mè phô trương kỹ thuật. Đó cũng chính là con đường đã khiến cho Lô Thủy chinh phục được số đông khán thính giả yêu nhạc. Một bộ CD rất là hay nhá, cho bác nào mà thích nghe nhạc Trịnh. Cái đĩa này các bác ấn cẩn thận nhá, không là vỡ đĩa đấy. Bên trong họ in rất là nhiều thông tin, lời bài hát đây. 250 nhá, đĩa chính hãng của Thăng Long Audio. Kế bên đây thì em còn tổng hợp cho mọi người được 3 cái chương trình nhạc của Trần Tiến. Không biết bạn nào thích nghe những cái bản du ca của Trần Tiến không nhỉ? Album nhạc Trần Tiến chọn lọc đã này. Trong này sẽ có nhiều những ca sĩ nhá, nổi tiếng trong nước như là Quang Lý, Hà Trần, Bằng Kiều, Tùng Dương. Rồi thì có cả Hoàng Quyên, có cả Thanh Lam. Mà cái thời này là Thanh Lam hát không phải là gào rú như bây giờ đâu nhá. Cả cái Thanh Tùng cũng thế này. Thời đấy thì Thanh Lam hát rất là dịu, em rất là thích nghe Thanh Lam hồi xưa. Nhưng bây giờ thì nàng ý hát phá cách quá rồi, cho nên mình tự dưng lại không thấy hợp gu nữa. Cả nhà xem thử lít bài nhá, toàn những bài đỉnh thôi. Mà đặc biệt là có cái bản Chị Tôi nổi tiếng mà gắn liền với tên tuổi của Bằng Kiều này. Có cả Sắc Màu cũng làm nên danh hiệu của Hà Trần này. Toàn bài hay, Mẹ Tôi của Tùng Dương cũng thế. Em rất là thích cái phần lời tựa đề trong này nhá, em sẽ đọc cho cả nhà nghe.
Trần Tiến vừa là nhạc sĩ vừa là ca sĩ, người ta gọi ông là gã du ca hay là ông hoàng nhạc pop Việt Nam. Trong âm nhạc thì ông lãng tử hào hoa, giữa đời thường thì ông giản dị bình dân, khi vui thì ông ôm cây đàn nghêu ngao cùng bè bạn bất kể nơi nào, dù hàng quán, góc phố hay vỉa hè. Lúc nhiều nỗi niềm thì ông tìm cho mình một góc riêng rồi lặng lẽ cho ra hàng loạt những tuyệt tác. 15 ca khúc trong CD này là những cái sáng tác được tác giả ưng ý cũng như là được khán thính giả gần xa yêu mến. CD được thực hiện để vinh danh ông, người nhạc sĩ tài ba, người con yêu quý của kinh thành Thăng Long cổ kính. Cái lời tựa đề rất là hay đúng không nào? Trong này thì cái bìa đã thấy là có ảnh của Hà Trần với Trần Tiến, người chú ruột của mình. 150 nhá, một cái album chọn lọc rất là hay, nhạc Trần Tiến, âm thanh chất lượng cao. Album kế bên sẽ là một album do chính Trần Tiến và nhóm du ca hát, có tên là Trần Tiến Tùy Hướng Lý Qua Cầu. Các bác xem qua cái clip bài giúp em: Tạm Biệt Chim Én này, Mặt Trời Bé Con, Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng, Sói Con Ngơ Ngác, Trước Phòng Cầu Hôn, Tùy Hướng Lý Ngựa Ô hay là Tiếng Trống Baranưng, Ngọn Lửa Cao Nguyên. Đĩa chính hãng của nhà xuất bản âm nhạc Việt, hay đang giao là 250. Xem qua cái phôi đĩa chính hãng nhá. Cái đĩa phôi sọc trông khá là xịn. Các bác thông cảm giúp em một chút nha, hôm nay thì giọng em nó hơi nghẹt mũi bởi vì đang bị cúm, thì cả nhà thông cảm nhá. Mình đeo tai nghe giúp em để nghe nó rõ hơn. Và album mình đã được nghe thử làm nhạc nền bây giờ là cái chương trình Về Đi Em, qua tiếng hát của Bách Nguyễn, hát những cái giai điệu của Trần Tiến. Phải nói là đã rất lâu rồi không ai thực hiện CD nhạc Trần Tiến. Nó thực ra là nhạc Trần Tiến thì nghe rất là hay, nhưng mà không phải ai cũng có thể hát hay được nhạc của ông. Nhưng Bách Nguyễn thì đã thực hiện rất thành công cái CD Về Đi Em này, nghe rất là trầm ấm, hay và rất là lạ đấy ạ. Ngậu Hưng Phố, Quê Nhà, Mặt Trời Bé Con, Giấc Mơ Cha Pi, Lá Diêu Bông và hiện tại cả nhà đưa được nghe thử Về Đi Em. Giọng ca trầm ấm, giản dị mang phong vị lãng tử Hà Thành của Bách Nguyễn dường như là cặp bài trùng với chất du ca đậm vị đời của nhạc phẩm Trần Tiến. Những cái giai điệu mộc mạc quen thuộc rất là dễ nghe, được hòa âm theo phong cách acoustic ở nhà nhá. Cái tiếng guitar trong này nghe rất là sắc nét, rất là tách bạch. Em cũng hay dùng cái đĩa này để test loa cho khách đây. Cách mà Bách Nguyễn cất lên lời ca cho chúng ta cảm giác như là đang cùng một người bạn cũ hàn huyên kỷ niệm đúng không nào? Những cái chuyện đã qua nhưng mà chẳng bao giờ cũ, gợi nhắc cả một cái miền cảm xúc. Em đang giao là 250 nhá. Về Đi Em, Bách Nguyễn hát Trần Tiến, đĩa chính hãng nhá. Dành cho bác nào mà yêu mến giọng hát của Vũ Thắng Lợi thì hôm nay em có một cái chương trình được thực hiện ở phòng thu high-end, chất lượng rất là cao, có tên là Hà Nội Riêng Tôi. Cần hòa âm phối khí đỉnh cao có ngay nhá, mà cần giọng ca giàu cảm xúc đẹp thì cũng có luôn trong album này. Đây là chiếc CD nhạc Việt đầu tiên được sản xuất tại Nhật Bản, phát hành chính hãng bởi Trần Đức Store và Audio Space. Âm thanh rất là sâu lắng, hòa quyện cùng chất giọng acoustic truyền cảm và giàu kỹ thuật của Vũ Thắng Lợi, ca sĩ dòng nhạc đỏ từng được hai giải đề cử tại giải thưởng Công Hiến. Một cái sản phẩm âm nhạc không thể bỏ qua cho những bác nào mà muốn trải nghiệm âm thanh của phòng thu high-end chất lượng cao. Với Hướng Về Hà Nội này, Hà Nội Và Tôi, Quê Nhà, Nỗi Lòng Người Đi, Tôi Muốn Mang Hồ Gươm Đi hay là Hà Nội Ngày Ấy, Em Ơi Hà Nội Phố, Phố Nghèo. Họ có ghi rõ là cái dàn nhạc chơi này gồm những ai này, ban nhạc này, dàn kèn này, nhóm bè. Hòa âm rất là chuẩn luôn nhá. Hà Nội Riêng Tôi, cái đĩa này em đang giao khá là đắt nhá, 380. Hà Nội Riêng Tôi, các bác xem qua cái phôi nhá, đĩa chính hãng rất là xịn. Và tiếp bên đây thì em còn có một cái chương trình cũng có thể gọi là high-end bởi vì được thực hiện ở một cái phòng thu chất lượng cao, có tên là Dấu Ấn Tình Xưa, được thực hiện bởi trung tâm Class A Studio năm 2019, một sản phẩm âm nhạc chất lượng chuyên nghiệp hướng đến các audio file. CD này thì nó phô diễn cái chất mộc này, gai góc không lịnh tai người nghe. Và hầu hết thì các bài trong CD thì lại theo cái trường phái thính phòng và acoustic, như là đưa một cái ban nhạc nhỏ về biểu diễn trong phòng nghe, tạo nên cái sự gần gũi ấm cúng giữa ca sĩ, ban nhạc và người nghe. Những cái bản trong này thì có Đêm Đông, có Cô Đơn, Giọt Mưa Thu, Nỗi Lòng Người Đi, Suối Mơ hay là Anh Đến Thăm Em Đêm 30 và Yêu Người Yêu Đời, qua tiếng hát của Đào Mác, Xuyên Huyền, Lân Nhã, Hồng Diệu. Các bác xem qua cái clip bài nhá. Cái kỹ thuật phối bài của CD này cũng rất đặc biệt nhá. Các nhạc cụ như là dìu dắt ca sĩ, kỹ thuật phối này dường như là được áp dụng cho phong cách nhạc giao hưởng là chính. Đây có lẽ là chủ đích mang đến một cái sự khác biệt của nhà sản xuất, và sự khác biệt đó đã tạo nên cái sự ngỡ ngàng, lý thú cho hầu hết các audio file thưởng thức cái album Dấu Ấn Tình Xưa này.
em đang giao là 150 nhá, điện tái bản F1. Cái chương trình gốc này thì nó không còn nữa rồi vì số lượng giới hạn thôi. Thì cả nhà có thể tham khảo cái phiên bản F1 này, tiếng cũng rất là hay để cả nhà thử trải nghiệm âm thanh nó high end của phòng thu Việt nó như nào. Cái chương trình này thì từ hồi em bán ra thì nó có cả lời khen, có cả tiếng chê, nhưng mà tùy thuộc vào cảm nhận của mỗi người, tùy gu thôi nhá. Cái này là phải mình nghe thử mới biết được. Và kết thúc clip hôm nay, ta sẽ đến với hai album của Hà Lan Phương. Không biết các bạn nào biết hoặc là mình đã được thưởng thức Hà Lan Phương chưa nhỉ? Mở đầu sẽ là Hà Lan Phương, Mắt Lệ Cho Người. Các bạn thông cảm em đang cúm. Nếu mà đã từng nghe Hà Lan Phương hát thì chắc chắn là mọi người sẽ thấy đây là một giọng hát đẹp, gai góc và trải đời, sâu sắc, đầy cảm xúc. Đây là album chứa đựng những cái tâm huyết, ấp ủ, khao khát được ca hát của chị trong hơn 20 năm với nhiều biến cố thăng trầm. Sao Đành Xa Em, Tạ Tình, Mắt Lệ Cho Người, 10 năm tình cũ, Dù Ta Ngậm Ngùi, Mộng Sầu hay là Chữ Là Cuối Cùng. Album phát hành năm 2021 của Audio Space, địa chính hãng. Em đang giao là 108 nhá. Dành cho bác nào mà thích nghe thể loại acoustic. Đây là cái phôi bên trong đây, địa chính hãng. 108 nhá, Hà Lan Phương, Mắt Lệ Cho Người. Cái chương trình này ra cùng cái tháng ra mắt cái album Hương Giang Hoài Cảm đấy ạ. Và trước đó thì Hà Lan Phương cũng có một cái chương trình này rất hay có tên là Tình Rẽ Mơ Hoa, Hà Lan Phương Vun 1, phiên bản có chữ ký ca sĩ nhá. Anh đang giao là 250, với những trái tim ăn năn, kỳ diệu, tình anh, biển chiều nay vắng em, thành phố buồn, khắc khoải hay là điệp khúc tình ca. 250 để chính hãng nhá, phát hành trong nước. Chỉ tiếc là vào tháng 9 năm 2022 thì giọng hát đẹp và đầy động lực của Hà Lan Phương đã lìa xa chúng ta. Sự ra đi của chị là nỗi đau, là niềm thương tiếc vô cùng to lớn của gia đình cũng như là những người yêu nhạc. Nhưng mà chắc chắn là trái tim và yêu nghệ thuật đầy xúc cảm và những gì Hà Lan Phương đã cống hiến cho âm nhạc sẽ còn sống mãi, đúng không ạ? Album rất là hay của Hà Lan Phương, các bác mua ủng hộ nhá. 250 nhá. Và hai chương trình vừa rồi cũng là hai cái chương trình cuối cùng để kết thúc clip ngày hôm nay. CD Nhạc Việt phần 6 em lấy tên là Giọt Nắng Bên Thềm, với rất là nhiều những cái nhạc phẩm hay của Trịnh Công Sơn, của Thanh Tùng, của Trần Tiến. Các bác quan tâm hoặc là muốn mua lẻ đĩa nào có thể chụp ảnh màn hình cái đĩa mình đang xem, hoặc là nhắn đúng tên album, tên ca sĩ gửi qua Zalo giúp em 0912906897. Hoặc ngoài ra các bác mà cần tham khảo bất kỳ chủ đề này, bất kỳ ca sĩ nào thì cứ mạnh dạn nhắn qua Zalo, em sẽ gửi ảnh cho mình chọn nhá. Cảm ơn cả nhà và chúc các bác nghe nhạc thật là vui vẻ.